Ôi cô, tao biết em nói gì đấy. Lòng trẻ, lòng trẻ hoa rồi. Lòng trẻ, tao biết quẻ. Mày quẻ, mày quẻ. Mày quẻ. Mày gọi là ghen. Lớp mình ghen rồi. Đợi đến buổi sáng đến giờ. Đây là đội cổ vũ. Quay, quay xe phi, quay bông. Bảy đây mua đi kia. Không có đâu mạng. Đội trưởng cổ vũ đâu nhỉ? Đây này, đội quân. Đội trưởng đội cổ vũ kéo ốm được suốt rồi. Hai cái phát song ra, không biết phát song là cái gì. Gì? Em về bên đấy mà. Mạng cô bắt được mạng này. Nói to nhá. Đi loại bắt. Mạng thằng cô bắt ở chỗ nào? Đây nhà Linh. Em về bên đấy mà. Bây giờ các em dẫn anh xuống cái hồ nó có. Nhà Đạt đâu? Nhà Đạt đâu? Nhà Đạt có wifi không? Thế à? Thế à? Tiên đi phỏng vấn đi Tiên ơi. Tiên đi phỏng vấn hay lắm nhưng mà phỏng vấn toàn các bạn chỉ bậy thôi. Tìm những người người ta hát hay múa giỏi mà phỏng vấn đi mẹ. Em biết quá. Em biết quá. Mày biết đàn của mày đâu không? Đây, đó hết quẹo chân rồi. Tao đi giày đâu không trả không đâu. Bởi cái trâu trẻ lại hát. Anh hát chú nhá, thứ hai là rồi. Phải theo dõi tôi cái đội phạt đấy nhá. Mẹ ơi, chèo rồi tôi bị ố. Có thứ hai đi giữ mít tinh à cô? Mít tinh gì? Tinh gì? Tinh 26 tháng 3. Hôm nay 25 tháng 3 rồi. Có cái chương trình gì đâu? Cô ghi trong máy là còn thế không gì? Cô ghi thế mà. Cô ghi là 26 tháng 3 đi meeting. Học 26 tháng 3 học bình thường. Ôi trời ơi. Dự meeting đi học. Dự meeting vào ngày chào cờ. Thật. Đấy, meeting rồi chào cờ là con gì?